Thưa quý vị, thưa các bạn, nằm trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023, các khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho kinh tế tập thể và doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ được triển khai rộng rãi trên cả nước. Sơn La là tỉnh đầu tiên được Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện này. Các doanh nghiệp, hợp tác xã tham dự được các giảng viên, chuyên gia đến từ Cục Xúc tiến Thương mại, đại diện TikTok Việt Nam tập trung huấn luyện theo phương thức học đi đôi với hành, học kết hợp với trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, tìm hiểu thông tin sản phẩm, kế hoạch sản xuất, thông tin mùa vụ, sản lượng thu hoạch, chất lượng, khung giá bán, bảng phân loại sản phẩm và thời điểm thu hoạch. Qua đó, sau khi học lý thuyết, các học viên được thực hành tại vườn những kỹ năng livestream bán sản phẩm của mình do giảng viên trực tiếp hướng dẫn. Chúng tôi rất vinh dự được phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại, với Sở Công Thương ở tỉnh Sơn La, với tỉnh đoàn của Sơn La để chúng tôi mời các cái doanh nghiệp địa phương, các cái thành viên của hợp tác xã là hướng dẫn làm demo luôn cho cái việc livestream, tức là đưa các cái đặc sản của Sơn La livestream trực tiếp ở trên nền tảng để từ đấy mọi người biết được cái mô hình kinh doanh ở trên cái nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop. Tôi thấy là cái khóa tập huấn này mang lại cái thứ nhất là cái tự tin hơn, và kể cả đối với bản thân chúng tôi cũng như là người ta nói là không có thầy thì đúng mày làm lên, mà khi mà chúng tôi nếu mà để mà chúng tôi tự mày mò, tự tìm tòi, tự tìm kiếm thì nó cũng rất là khó khăn. Nhưng khi mà qua các buổi tập huấn được các cái giảng viên người ta đã chỉ cho mình các cái đường đi lướt bước cũng như là cái cách làm để làm sao mà mang lại cái hiệu quả tốt nhất, thì tôi thấy rằng là cái này là một cái hiệu quả rất là cao. Nội dung khóa tập huấn được thiết kế bài bản và khoa học, tập trung vào từng chủ đề cụ thể, hướng dẫn và hỗ trợ học viên tự triển khai các hoạt động bán hàng trên nền tảng số, từ khâu chuẩn bị, tạo tài khoản, đưa sản phẩm lên gian hàng và theo dõi đơn hàng, cách chụp ảnh, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, cách thức gói bọc, vận chuyển đảm bảo chất lượng sản phẩm và truyền đạt thông tin về sản phẩm với khách hàng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã đã từng bước xây dựng hình ảnh, phát triển thương hiệu sản phẩm tiềm năng của mình, tổ chức sản xuất, cung ứng các sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu thị trường. Từ đó, nâng tầm giá trị thương hiệu của nông sản Việt Nam, giúp gia tăng cơ hội kết nối giao thương thành công, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nông sản. So với thời gian trước là chúng tôi phải đi mang sản phẩm đến các vùng các nơi để quảng bá, để cho mọi người dân hiểu và biết đến các sản phẩm của mình. Nhưng bây giờ là với thời đại 4.0 và theo các kỹ thuật số, thì chúng tôi có thể là chỉ cần ngồi ở nhà đưa lên sàn, live stream, thì tất cả mọi người trên miền Tổ quốc rồi như trên toàn thế giới đều biết đến sản phẩm của chúng tôi. Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới nhưng có nhiều ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu và được biết đến là vùng cây ăn quả mới. Hiện Sơn La là vựa cây ăn quả lớn nhất miền Bắc, lớn thứ hai cả nước với 85.000 ha cây ăn quả và 281 mã số vùng trồng có diện tích 4.600 ha đã được cấp và xuất khẩu sang các thị trường Úc, New Zealand, Mỹ, Trung Quốc, EU. Thị trường trong nước vẫn là thị trường tiêu thụ nông sản chính của Sơn La với thời gian thu hoạch tập trung từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm. Thời gian tới và trong năm 2023 thì theo kế hoạch tham mưu cho Ủy ban tỉnh, chúng tôi đã mở rộng vào các thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Bên cạnh đó thì chúng tôi ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt đưa các cái ứng dụng với nền tảng số vào trong cái quá trình hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại để nâng cao cái giá trị và kết hợp nhiều các loại hình xúc tiến, thì từ đó thì để tránh được cái tình trạng được mùa mất giá và nâng cao cái đời sống cho bà con nhân dân. Những khóa tập huấn thiết thực được tổ chức tại các địa phương trong cả nước, kỳ vọng việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại sẽ được đẩy mạnh, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia vào hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng, thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm.